Vậy quay lại Yên Mô. Đã lâu không quay Yên Mô, bây giờ lại quay lại Yên Mô. Rồi. Vẫn là do ảnh hưởng của tàn dư cơn bão số 3. Thử xem là mặt cường có gì thay đổi. À, những cây to thì không có sự thay đổi gì rồi. Bây giờ xem các phôi mua về như thế nào. Xem kỳ này đã có nhiều cây mới không. Cái bệ này được. Cây trong này. Cây trong này được tương lai hơn. Cây trong này tương lai hơn. Nét hơn. Nét hơn. Có nhiều đường không đẹp hơn. Nhưng bệ thì lại không bằng cây ngoài. Đường chọc. Đây là tại Yên Mô. Cái này được đấy, yeah, này được. Không có cái ba vai nào. Lấy năm vai đi. Đặt ba. Đầy khối vai này đây, nôn. Nhiều đầu. Sao? Hôm nay nhiều đầu đây này. Đang nuôi. À, như vậy là Cường đã bán nhiều cây đẹp, Cường bán đi hết rồi đây. Ừ, bán hết cây đẹp rồi. Đã quay vào đến đây mà chi giờ thì toàn thấy là cây phôi là cây phôi. Những cây đẹp trước đây, cây ở đây đã bán đi hết. Như thế là chứng tỏ đã có sự thay đổi lớn. Xem cây trong này. Bẻ ngang đây. Đang nuôi. Bây cái này được vậy. Có phải có chấp là nào không? Không chấp nguyên bản, cây này nguyên bản. Không chấp nguyên bản, cây xin luôn. Không chấp nguyên bản, cây lâu đời rồi. Đó là cái chỗ phá không là nó có cái điểm long quấn cơ mà. Nó còn phá lâu rồi rồi. Tức là người ta làm ngũ lão từ trước rồi. Ngũ lão từ trước rồi chú. Ừ. Sao mà xanh thế nhỉ? Nó nuôi cái này, nó nuôi. Nuôi phân gì? Đừng nuôi phân cây cành lại trà xanh nhưng mà gốc của nó còn trắng này. Ừ. Cốt nó xịn. Cốt cái này. Với bên. Như vậy là vườn đã có nhiều thay đổi.
nhưng cây đẹp nó được bán đi rất nhiều. Bây giờ là đổi lại là những cây phôi đang xây dựng những tác phẩm, đó là nhà của Cường Chặt Yên Mô. Phần thứ hai tôi quay lại sau một thời gian dài, đúng là một vườn để buôn bán cây, cho nên là nó sẽ là như thế này. Cây phôi cho ăn rất kịch liệt, lần rắc rất nhiều. Như vậy quay về nhà Cường Chặt thì bây giờ là những phôi là phôi, còn những cái hoàn chỉnh gần như là rất bình thường. Là phần xi. Trông cũng được. Cây cũ như thế này thì rất là cồng kềnh. Như vậy chúng ta đã quan sát toàn bộ khung cảnh tại nhà Cường Chặt. Chọn vào uống nước, kể kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.